hiện tại thì các anh các chú đang thi công cái phần cái vỉa hè nè. Vỉa hè khá là cao luôn cô chú anh chị em, người ta sẽ dự kiến là nâng nền cao lắm á. Vỉa hè rất là cao luôn nè. Nãy là đang mới vừa đổ bê tông xuống cái phần cái vỉa hè nè. Hello, xin chào quý vị khán giả, cô chú anh chị em và các bạn gần xa đang xem trên truyền hình nhiều tập Gió Mùa Ký Sự. Có một ngày an lành, thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hiện tại em đang có mặt trên đường tuyến quốc lộ 60 hay còn gọi là đường Nguyễn Thị Thập, phường 5 nè, thành phố Mỹ Tho. Thì hôm nay thì em di chuyển đến đây để cùng chia sẻ cả nhà mình về một con đường hiện tại cũng đang trong giai đoạn thi công mở rộng ra thêm. Và cụ thể ra sao nữa nào thì mời quý vị và cô chú anh chị em gần xa cùng theo em để cùng tìm hiểu nha. Đây đây đây, ở đây thì mình có thể nhìn thấy đây, đây chính là biển thông tin về công trình. Đây chính là dự án đường Trần Văn Hiển đoạn từ Nguyễn Thị Thập đến cầu Chùa, gói thầu thi công xây dựng đảm bảo an toàn giao thông, khởi công vào ngày 2 tháng 11 năm 2023 và thời gian thi công là 150 ngày. Không biết hiện tại ra sao như thế nào thì mời quý vị khán giả của chú anh chị em gần xa cùng xem những hình ảnh về con đường Trần Văn Hiển này nhé. Một bên đây là bên tuyến đường cũ ngày xưa đó giờ, còn bên trái là phần đường được mở rộng ra. Hiện tại thì nhiều vị trí có những lỗ cống á, thì người ta cũng còn đang phong tỏa, chưa có thi công xong cái lỗ cống, chắc lẽ là đang đợi thi công cái nắp cống nữa đó. Còn bên trong là cái phần vỉa hè thì người ta đã xây lên cái vỉa hè rất là cao rồi nè. Thì có thể là cái nền này người ta sẽ nâng lên nữa nè, hai bên nhà rất là cao rồi. Nếu mà không nâng nền lên, cái nền đường lên thì sẽ bị ngập, ngập cái lỗ. Đó là điều tất nhiên rồi đó. Và cái việc lắp đặt cống thì cũng rất là quan trọng luôn. Đây thì quý diễn giả cô chú mình có thể nhìn thấy anh em công nhân các cô chú bác đang thi công cái loại nè. Sau những ngày nghỉ Tết vừa qua đang thi công cái loại đó. Hiện tại thì các anh các chú đang thi công cái phần cái vỉa hè nè. Vỉa hè khá là cao luôn cô chú anh chị em, người ta sẽ dự kiến là nâng nền cao lắm á. Vỉa hè rất là cao luôn nè. Nãy là đang mới vừa đổ bê tông xuống cái phần cái vỉa hè nè. Ngày xưa con đường này thì nhỏ hẹp lắm, một chiếc ô tô chạy ngược chiều với nhau, hai chiếc ô tô chạy ngược chiều với nhau thì cũng phải khép nép dữ lắm, cũng rất là khó qua. Bây giờ thì sau khi con đường này mà nếu mà hoàn thành thì hai chiếc ô tô mà chạy ngược chiều nhau thì có thể qua lại rất là dễ dàng. Tập kết đây là những cái nắp cống rất nhiều nè. Nắp cống thì người ta đổ sẵn rồi. Chỉ cần sau khi mà đổ hoàn thành cái hộc cống, người ta sẽ lắp đặt cái miệng cống lên bên trên và đưa cái nắp cống vào. Nãy là cái miệng cống nha, em nói lộn, nãy là cái miệng cống chứ không phải là cái nắp cống. Từ giao với đường Nguyễn Thị Thập hay còn gọi là quốc lộ 60 thì sẽ đến đoạn cầu Chùa. Từ khu vực của phường 5 này thì nó sẽ trên con đường này kéo dài đến Trung An, cái nhà Trung An của thành phố Mỹ Tho luôn á. Những đoạn này em thấy là lắp đặt những ống phun rồi nè. Từ bên khu vực của bên trên cái miệng cống á, lắp đặt những ống phun.
thống thùng để thoát nước. Hiện tại cái đoạn đường này thì cũng tương đối khá là khó đi, cho nên bà con mình di chuyển qua đây hết sức lưu ý nha. Đặc biệt là di chuyển vào ban đêm thì tầm quan sát thì khó hơn. Đây chính là cầu chùa. Không biết cầu này có mở rộng hay không, thì mình thấy là nếu mở rộng ra thì chạy sẽ thoải mái hơn nữa. Mà hiện tại thì cái cầu cũng còn rất là ngon nha, ngon lành cành đào luôn á, cầu chùa. Những công trình thi công cũng đến đó, đoạn này thì mình không thấy thi công nha, chắc lẽ là làm theo từng giai đoạn. Đoạn này thì đường thì vẫn là con đường cũ trước, nhưng mà còn chạy vẫn còn chạy được, chưa đến nỗi tệ. Bên kia thì lắp đặt cống mới và mở rộng thêm. Này thì quý vị khán giả cô chú nhìn thấy rất nhiều ô tô người ta di chuyển ở đây nè. Bên phải là đường huyện 93 nha. Đường Trần Văn Hiển giao với đường huyện lộ 93. Đoạn này thì mình thấy là tuyến đường còn ngon lành lắm, mát mẻ nữa. Quẹo qua bên trái chính là đường huyện lộ 95, thì hẳn là đường Trần Văn Hiển nha. Đang gom vỏ chai. Đây công ty cầu Long Hải Yến. Đoạn này thì thay đổi nhiều lắm rồi. Cách mấy năm gần đây thay đổi nhiều lắm rồi. Phía trước này đầu đường thì có quán cà phê 16.000 nè. Ngoài ra ngoài đây thì mình ra đường Phạm Hùng nha. Đây. Đường này ngày xưa thì còn có tên gọi là đường 870B. Trên Google Maps thì nó để hai tên luôn, vừa là đường 870B mà vừa là đường Phạm Hùng luôn.
Nhưng mà trên các biển bản bây giờ đó, người ta để là đường Phạm Hùng nha cô chú anh chị em. Cái đường bên trái thì mình có thể di chuyển lên gọi là đường Mộc Quang, mình có thể di chuyển lên được đường 870 hay còn gọi là đường dẫn của cầu Gạch Miễu 2 bây giờ đó. Còn con đường mà em đang di chuyển này chính là đường Phạm Hùng. Đây, ở đây cả nhà mình có thể nhìn thấy cái biển bảng nè. Ở đây là trên đường Phạm Hùng, ấp 3, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho nha. Rồi bây giờ em sẽ di chuyển hết cái đoạn đường Phạm Hùng này, sau đó sẽ kết thúc video. Di chuyển hết đoạn đường Phạm Hùng này, hướng này thì mình sẽ đổ ra ngoài quốc lộ 1A nha cô chú anh chị em, ở khu phố Trung Lương, quốc lộ 1A Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Trung Lương thuộc khu vực của là khu phố Trung Lương, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Còn trên đường Phạm Hùng này mình di chuyển ngược lại thì mình sẽ đổ vào khu công nghiệp Mỹ Tho. Đường này vào những cái giờ cao điểm thì cũng rất là đông các học sinh di chuyển qua đây, và bên cạnh đó thì cũng rất là đông các xe đầu kéo, container, những xe tải, những xe chở hàng hóa rất là nhiều từ trong khu vực của cái khu công nghiệp Mỹ Tho. Người ta đổ ra ngoài quốc lộ A để đổ giao hàng, bổ hàng hóa lên Sài Gòn và các địa phương khác. Tại đang di chuyển trong thời gian buổi trưa, bước qua sang buổi chiều rồi, xế chiều rồi. Giờ thì còn nắng lắm cho nên là cũng vắng xe lắm. Con đường này ngày xưa thì nó khá nhỏ hẹp, chỉ có một làn xe ở mỗi bên, nhưng mà sau khi hồi cách đây 1-2 năm về trước á, thì người ta đã mở rộng lên, thành ra là bây giờ là mỗi bên sẽ có hai làn xe nha. Đó, cái phần đường bên trong là phần đường nó cái màu hơi lọt hơn, xanh trắng trắng hơn nè, là phần đường mở rộng. Bên đây và bên kia đường đối diện nhau luôn, mỗi bên đều mở rộng vô thêm khoảng 3 mét. Và bên trong thì người ta cũng có làm cái phần vỉa hè luôn, nhưng mà hiện tại thì mình thấy là không có lát gạch vỉa hè lên bên trên nha, chỉ làm cái gờ của vỉa hè thôi. Trên đoạn đường Phạm Hùng này chạy ngược vào bên trong á, khu công nghiệp á, thì có rất nhiều các công ty doanh nghiệp luôn nè, cả nhà mình có thể nhìn thấy nè. Như đây công ty ga nè, rồi những cái xí nghiệp nhỏ, những cái công ty lớn nhỏ đều có đầy và nhiều ở trên cái con đường Phạm Hùng này, khu vực của Trung An. Nói về vùng đất của Trung An và vùng đất của Bình Đức thì kết hợp với đoạn của phường 6 thành phố Mỹ Tho, thì cái khu vực này là khu vực là đất công nghiệp rồi, cho nên là có nhiều cái hãng xưởng, những cái xí nghiệp người ta về tay để mà đầu tư kinh doanh, vùng đất của công nghiệp rồi, nằm trong khu vực vị trí của đất công nghiệp. Bên trái là sở sàn giao dịch, trung tâm dịch vụ giới thiệu việc làm, lao động thất nghiệp ở tại Tiền Giang, Mỹ Tho, thì người ta có thể về đây để người ta làm đơn để lãnh tiền bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm xã hội tại đây nha. Bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội thì mình sẽ về Tân Hiệp hoặc là trung tâm nội ô của thành phố Mỹ Tho. Đây đèn xanh đèn đỏ nè, đó màu kia chính là quốc lộ 1A. Ở
bên phải thì mình sẽ đổ xuống khu phố Trung Lương, thuộc khu vực của Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, và ngã ba Trung Lương ở bên dưới hướng về Sài Gòn trên quốc lộ 1A. Còn hướng quốc lộ 1A tới đây thì mình thuộc khu vực của xã Phước Thạnh. Nhưng cô chú anh chị em, đây mình có thể nhìn thấy cái huyện bản này rất lớn nè, xã Phước Thạnh đó, quốc lộ 1A xã Phước Thạnh. Sau khi mà Mỹ Tho quy hoạch cũng như là phát triển trở thành đô thị loại 1, nên lấy cái phần đất tại khu vực này để của ấp 5 Tam Hiệp Châu Thành Tiền Giang trở thành một đoạn của ấp 5 xã Tam Hiệp huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang trở thành xã Phước Thạnh, để mở rộng cái diện tích của thành phố Mỹ Tho ra để đủ cái phần diện tích đất trở thành đô thị loại 1. Cho nên bây giờ hiện tại đoạn quốc lộ 1A khu vực này bên phải là khu vực của xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang luôn. Lấy một phần diện tích đất của xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành để trở thành một phần của xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho. Và hướng của quốc lộ 1A này chạy về phía trước thì mình sẽ đến Bệnh viện Đa khoa Vệ tinh Tiền Giang, là bệnh viện mới bây giờ. Xa hơn chút nữa thì mình sẽ đến ngã tư Đồng Tâm, giao với cao tốc Bắc Nam, cũng như là giao với đường dẫn của cầu Rạch Miễu 2 để về Bến Tre. Tuyến đường này thì có thể là em cũng đã chia sẻ rất nhiều cái video rồi, nhưng mà hôm nay thì trong cái video hành trình về con đường Trần Văn Hiển đang thi công lại và mở rộng thêm đến đoạn cầu Chùa, thì em sẵn giới thiệu sẵn cái đoạn đường Phạm Hùng, và sau đó thì một đoạn của đường quốc lộ 1A ở khu vực này luôn. Khu vực này hiện tại là vẫn còn nằm trong khuôn khổ khu vực của một cái xã ven của thành phố Mỹ Tho nha quý vị khán giả, cô chú anh chị em. Ngày xưa người ta nói là tương lai cái đoạn đường quốc lộ A khu vực này bên phải sẽ dự tính là sẽ mở rộng và làm cái đường sắt Bắc Nam từ Sài Gòn về đến Cà Mau, nhưng mà hiện tại thì đã thay đổi nha cô chú anh chị em. Đây cả nhà mình có nhìn thấy bệnh viện nè, đó, bệnh viện Đa khoa Tiền Giang nha. Đây bên phải chính là bệnh viện Đa khoa Tiền Giang mới bây giờ đó. Đấy, quý vị khán giả có thể nhìn thấy đây là bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang mới bây giờ nè. Các bà con nào ở khu vực lân cận như là Vĩnh Long, Bến Tre, thì ta có thể đổ về bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang, vì ở đây cũng chấp nhận để khám chữa bệnh luôn. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang. Ngày xưa thì cái bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang nằm ở dưới đại lộ Hùng Vương ở phường 1, thành phố Mỹ Tho. Giờ thì giờ lên bên trên quốc lộ 1A xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho nha cô chú anh chị em. Cho nên bà con mình lưu ý nha. Hơi nắng xíu cho nên em hơi cọc cam xuống xíu nha, cho nó đỡ chói cho quý vị giả coi xem cho nó dễ. Thì cái khu vực của xã Phước Thạnh ở bên phải này nè, ngày xưa là khu vực của ấp 5 xã Tam Hiệp Châu Thành tỉnh Tiền Giang,
người ta mới lấy một phần đất của xã Tam Hiệp, còn ấp 5 này nè bên phải nè, để quy hoạch trở thành cái khu vực của xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho. Bên phải này chính là vào bệnh viện lao phổi Tiền Giang nha. Và cái xã Phước Thạnh bây giờ nó kéo dài cho đến ngã tư Đồng Tâm luôn, là một cái xã ven của thành phố Mỹ Tho. Tại đây chính là ngã tư Đồng Tâm, em cũng có giới thiệu nhiều lần rồi. Tại đây ngã tư lớn này mình quẹo trái thì mình sẽ đổ qua đường dẫn của cầu Gạch Miễu 2 để về Bến Tre, còn đi thẳng sẽ về cầu Mỹ Thuận, còn quẹo phải sẽ vào cao tốc Bắc Nam, tuyến Trung Lương Mỹ Thuận và tuyến Trung Lương Sài Gòn nha. Vị trí này cũng chính là một trong những cái điểm nút thắt hay xảy ra kẹt xe rất là dữ dội luôn nè. Các phương tiện đa phần người ta từ Sài Gòn đổ đến đây thì người ta để lên Sài Gòn, cho nên là đa phần các tỉnh ở miền Tây khi mà về Sài Gòn người ta sẽ đi qua con đường, cái đoạn ngã tư Đồng Tâm này là hết 90% bà con mình đi con đường này rồi. Chỉ còn khoảng 10% đến khoảng 15% là người ta đi đường N2 thôi, đa phần hết là 75-80-90% là người ta đi con đường ngã tư Đồng Tâm này rồi để lên Sài Gòn á. Bà con miền Tây mình đổ lên Sài Gòn á, đi ngang ngã tư Đồng Tâm nhiều. Còn mình không tính vấn đề đi cao tốc là riêng nha, dành cho ô tô. Rồi cây tây mình chạy vào từ ngã tư Đồng Tâm, mình chạy vào đường dẫn của cao tốc về khoảng cỡ 5 km thì mình sẽ tới nút giao Hân Cửu Nghĩa để đổ lên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận và cao tốc Trung Lương Sài Gòn nha cô chú chị em. Và video của em đến đây cũng khá là dài thì em cũng xin kết thúc video này tại đây, và cũng xin gửi lời chúc đến quý diễn giả của chúng chị em gần xa mình có thật nhiều sức khỏe, vạn sự như ý nha. Và nhớ đừng quên bấm like trên video và đăng ký kênh ủng hộ em nha.